xin chào tất cả cô chú anh chị đang xem kênh lang thang đường phố thì trong video ngày hôm nay thì chúng ta nói về một thông tin khá là mới và khá là nóng được nhiều người quan tâm nhất lúc này trong vụ việc hồng loan đó là hoa hậu mi sun thiện à, đã là lên à, lên bị bị công an mời lên sở truyền thông và thông tin thành phố hồ chí minh để làm việc theo những cái gì mà mi sun đã thưa đã kiện gì trước đây đó cô chú anh chị kiện những người gọi là à, nói xấu về mình đó, rất căng nha quý vị Bây giờ thì cái tình hình nói chung là nó đang rất là căng rồi. Khi mà chị Sun đã gọi là được công an mời lên để làm việc với những cái đơn. Thì ở trong đây thì mình thấy là vẫn chưa biết làm theo cái đơn mà chị Sun đã gọi là thư kiện ai hay là làm một lượt là hết 47 kênh theo như những gì mà chị nói trước đây thì cái này thì cũng chưa có ai nắm được kể cả bản thân của chị hoa hậu này thì chị cũng không có tiết lộ được luôn chị cũng không có tiết lộ nghe mọi người đó nếu mà bây giờ thí dụ lên làm có một hai kênh tiết lộ ra nó quê <laughs> nó quê thôi đúng không nếu mà tiết lộ ra thì nó quê đó nên là không tiết lộ luôn đó để cho mọi người đón già đón non chơi đó thì uh, sau khi có những cái thông tin uh, chị sun đã gọi là lên uh, làm việc với cơ quan chức năng À, đặc biệt là bên uh, sở thông tin và truyền thông thì cũng có rất là nhiều người uh, đặt ra câu hỏi đó là liệu hồng loan có thư kiện chị xuân hay không đó, thì ở đây thì uh, theo em được biết à, uh, trước mắt á, là chưa có thư kiện như của chính chị nhưng nếu mà những người uh, gọi là có tiếng nói cho hồng loan mà bị chị xuân thư kiện thì chắc chắn là hồng loan sẽ có một cái hành động mới À, về cái vấn đề này để bảo vệ những người mà bảo vệ mình đúng không cô chú chị bởi vì chị xuân là cũng rất là xúc phạm chị lon trong nhiều video trước đây đó không kêu là nào là con nhỏ vô ơn vô nghĩa gì đó rất là nhiều cô chú chị à, những ai xem drama từ ngay từ lúc đầu tới giờ thì chúng ta đã thấy rồi đó đó không rất là nhiều Cho những cái đó thì nếu mà hồng lon thưa là dính liền dính chị xuân liền đó, không? và những cái khác nữa chứ không phải là bao nhiêu đó đâu đó không rất là nhiều nha bây giờ mà ngồi mà kêu em nhớ lại hết được những cái đó thì thật sự là rất khó đó không? không nhớ được đâu của chúng chị và những cái nít ảo mà chị xuân Thưa thư kiện thì tôi thì tôi cũng đang ngồi suy nghĩ là không biết là cơ quan chức năng thành phố hồ chí minh là sẽ tìm những cái nít ảo đó ở đâu <laughs> những cái nít ảo đó ở đâu ngày xưa để em ngày xưa là cái vấn đề của cô hằng đó của chúng chị cũng thưa những cái nít ảo đó nhưng mà đâu có tìm ra đâu đặc biệt là những cái tài khoản như là vô thường đó những cái tài khoản đó tiền không ra cho đến là điểm hiện tại không biết ai sử dụng luôn đó thì tôi không biết là chị Xuân và thưa những cái nít ảo đó như thế nào thì tôi chưa biết ạ đó cái khả năng là những cái nít ảo đó khó mà, mà xử lý được đó nếu mà xử lý được thì xử lý những kênh youtube hoặc là kênh facebook chính chủ thôi đó có thể là trong nay mai hoặc là vài bữa nữa à, là những cái người mà được chị Xuân ghéo tên đó là chắc phải lên công an làm việc đó không dù à, là có bị à, xử lý hay không hay là bị quan hay không thì cũng phải lên đó làm việc đó cái điều đó thì à, ai mà gọi là chữa chị Xuân thì chuẩn bị lên để chuẩn bị gọi là à, tinh thần đi nha <laughs> yeah, chuẩn bị tinh thần đi chị Xuân lên thì mình cũng phải lên thôi đó cái điều đó là cái điều cơ à, quan chức năng làm việc thì chắc chắn là sẽ mời à, hai bên rồi của anh chị đó, nên gọi là vấn đề này giờ khá căng rồi đó cái bước tiếp theo thì nếu mà những người À, binh vực hồng loan gọi là bị một cái gì đó thì chắc chắn hồng loan sẽ ra tay thôi cô chú anh chị bởi vì hồng loan là người sống uh, rất có tình cảm không thể nào mà để cho những cái người mà bảo vệ mình gọi là bị một cái uh, gì đó liên lụy đến pháp lực đó hồng loan sẽ đáp trả lại thôi đó hiền thì hiền cỡ nào chứ đôi lúc là cũng phải tới lúc là cũng phải gọi là 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 là, là, là đứng ra để bảo vệ cho những người mà bảo vệ cho mình đó thì cái điều đó thì chúng ta đã thấy rồi đó tuy bây giờ hồng lo không nói hồng lo không thưa đó nhưng sau này là cũng 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 không phải là như vậy hoài được đâu đó nên là những cái gì mà chị xuân gọi là đang đắc ý đó đang đắc ý của mình đó thì chưa chắc là đã hoàn toàn gọi là à, đã thắng đâu chưa đâu không? chừng coi là hai bên bị phạt nha <laughs> chị xuân bây giờ là chị đã bị ăn một cái một cái bảy triệu rưỡi của của bà sáu rồi đúng không thì bây giờ thì chị nếu mà chị bị cái nữa thì tôi nghĩ chắc là 30 triệu à, cái khung tiếp theo là 15 hay 30 triệu gì đó nếu mà bị chắc tôi nghĩ là 30 triệu luôn đó rồi nếu mà bị một lần nữa thì toan nha toan nha giống như nam em đã bị xóa hai tài khoản rồi đó. đó chứ mà chị đừng có lên sở thông tin truyền thông chị chụp hình chị phe chị lên mạng chị khè chị lè người này lè người kia <laughs> lên đó có gì oai đâu không có gì oai hết trơn chị ơi lên đó mình thấy mình là không có gì oai hết trơn đó nên là đừng có phe mình phe là phe những cái gì đẹp đẽ đi những cái đó là đâu có gì đâu mà đẹp đó, mình lên công an cơ quan chức năng mình làm việc mình có gì đâu mà đẹp đâu mà khoe <laughs> nhưng mà chị thích khoe chị là người thích khoe mà chị là, là, là thích cái gì mà nổi nổi đó à, chị làm hết một con người à, gọi là à, khi mà không đạt được mục đích đó quay sang chữ người ta Bây giờ lại đi thương người ta ôi tôi thấy nó hơi kỳ kỳ nha cô chú chị thấy nó hơi cắn cắn sao đúng không em nói với chị rất là nhiều rồi trước đây chị em mình cũng đã gọi là từng ngồi gọi là uống ly bia chung đó <laughs> từng ngồi hát chung em khuyên chị rồi cái gì mà thiếu mà, thí dụ sau này mà chứ không được thôi mình đừng nói <laughs> nhưng mà cuối cùng thì sao chị khi mà chị không đạt được mục đích của mình cái chị bắt đầu và chị quay xe quay xe xong rồi khán giả của hồng loan nói chị chị bảo là à, tấn công chị trời ơi sao mà nó kỳ vậy chị sao kỳ vậy chị À, chị quay xe xong chị chửi người ta vô ơn vô nghĩa thì đương nhiên là những người binh vực hồng loan là người ta sẽ đáp trả chị rồi cái điều này chị biết rõ mà đó không rồi chị đáp trả không lại chị đi bệnh viện chị nhập viện <laughs> nhập viện xong cái chị lên chị làm chị đơn chị thưa thì tôi thì, thì thì chị thưa thì cái đó là chuyện của chị còn cơ quan chức năng xử lý á mới, mới 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 là kết quả cuối cùng đó không chị thưa thì chị có quyền chị thưa chị, chị thưa ai chị thưa kể cả trong đó thì chắc cũng có em <laughs> chắc cũng có em á cô chú anh chị khi mà em nói hết sự thật về con người của chị uh, Sun trong cái tập đầu tiên em nói hết đó chị tức em lắm tức cái clip đó lắm chị nhắn tin người này nhắn tin người kia những người bạn của em á đó, đó <laughs> nhắn tin khá là nhiều nhưng mà chị nhắn em thì em đâu có trả lời đâu đó em cũng đâu có nói gì đâu đó thật sự là mình đâu có nói gì xúc phạm chị đâu mình chỉ kể lại thôi ngày xưa và chị sống tư cách của chị sống như thế nào trong cái 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 xã hội này thôi đó không chị nghe lọt lỗ tai thì chị nghe còn không nghe lọt lỗ tai thì thôi chứ tôi đâu nói xấu gì bả đâu. Đó, ngày hôm nay thì mọi người thấy rồi lên công an rồi thưa tôi rồi bắt đầu uh, chụp hình lên khen người này khen người khác chi vậy làm chi mất công vậy chị? không làm chi mất công thời gian đó để mình đi chơi.ủa đi sao tôi nghe chị uh, đi Trung Quốc này mà chưa đi hả ta? À, chắc còn vài ngày nữa mới đi đó cô chú anh chị. Đó, chị xuân vài ngày nữa đi Trung Quốc rồi đi qua bệnh, <laughs> vô khai phong phủ để là là là, là, là uh, nhận tội đi ha cái chị tôi thấy chị nhiều tội lắm đó chị tội uh, với hồng loan đó du khống hồng loan nè đó phải nói thật sự là chị du khống hồng loan khá là nhiều chị chửi xuyên chửi sỏ hồng loan rất là nhiều đó chị đừng có nghĩ là mình chửi xuyên chửi sỏ là không bị dính là sai nha cái câu chuyện đó khi mà lên công an đó, hỏi câu chuyện đó chị đang nói về ai nói về cá nhân nào đó không có người nào mà điên khùng ngồi nói chuyện một mình đâu đó chị phải chỉ đích danh được cái người mà chị nói là ai kìa đó chứ chị đừng có nói là tôi đâu có nói tên đó đâu, tôi đâu có lấy hình ảnh đó đâu. Ừ, lên đó đi rồi nói. nếu không tôi thì tôi bị lên hai ba lần rồi. <laughs> đó, nên giờ cũng bình thường thôi. Không lên nữa không chẳng có sao. <laughs> lên nữa thì bị phạt thôi. Đó. chứ mà đừng có nói là ừ tôi kêu con nhỏ vô ơn chứ tôi đâu có gọi tên là Hồng Loan đâu. Đó không tôi đâu có lấy hình ảnh ở đâu mà xử lý tôi sai. Câu chuyện chị nói là cũng phải có điểm đến. Điểm đến đó là ai? Người nào? đó người ta lên đó đi rồi chị đó mà chị ngồi chị giải thích dễ ơi dùm cái lên lặn mua 10 chai nước như thế này nè ngồi uống nào hết về đó lên đó đi ngồi đi từ sáng tới chiều đó rồi nói không chỉ không chứ đừng có nghĩ là mình không nói tên mình không lấy hình ảnh là mình đã thắng người ta đâu đó không là là mình đi kiện được người ta đâu đó chị chơi khôn như vậy chị chửi người ta chị không lấy tên người ta tới người ta nói lại tên chị cái chị đi thừa kỳ vậy đâu có được ra đó thì không có được đâu ra cơ quan chức năng thì không có được đâu đừng có nghĩ là không nhắc tên mà không bị không có đâu không nhắc tên là chị cũng phải nói trong câu chuyện của chị chị cũng phải ngắm nghía đến người nào đó chị cũng chị phải chỉ đích danh được người đó đó chứ không có ai mà nói một cái nhân vật mà không có đi nói chuyện không long sao mà phải được ai cũng biết chị đang nói cái câu chuyện của hồng loan cả ai cũng biết hết á nhưng mà đều có điều chị không nói tên thôi nhưng mà khi đi ra cơ quan chức năng đi rồi ngồi đó đi giải thích nha chứ chị đừng có đắc ý đó đừng có nghĩ là là, là là cơ quan chức năng mời mình lên thủ lý đơn của mình rồi như thế này như thế kia mà chị ngồi đó chị đắc ý không có đâu chị ơi không có dễ ăn đâu đó đụng tới pháp luật thì nói chung là rất là mệt đó người thưa cũng mệt mà người bị thưa cũng mệt luôn đó cả hai đều mệt chứ không phải là gì. vui vẻ gì đâu có gì đâu mà thưa đúng không chị Đúng không cuộc sống mà mình sống mình vui vẻ không quạo mình nói người ta được thì người ta nói mình được thôi đúng không sao mà tại sao mà mình mình chừng nào mình không nói người ta người ta nói mình á mới mệt đó còn cái này mình nói người ta mình xỉa xấu người ta mình bươi móc người ta mình chửi người ta vô ơn vô nghĩa này kia thì đương nhiên người ta nói là mình cũng được thôi đâu có gì đâu đúng không mình nói người ta được người ta nói mình được đúng không cái câu chuyện đó gọi là à, quá quá đổi bình thường luôn câu chuyện quá đổi bình thường đó nhưng mà chờ qua chị Xuân thì chị Xuân làm nó căng lắm à chị Xuân đi thưa những ngày nói với mình nói xấu mình trời ơi chị giống y chang cái bộ ba tâm sơn luôn y như nhau một lũ y như nhau đó bộ ba tâm sơn đúng không nói chuyện cái nó không lại đúng không cái bị dẹt mặt ra cái đầu đi thưa đi kiện đi tìm người này người kia đó thằng như thằng thám tử đó tôi cảnh cáo nó rồi nó mà đến bình dương là nó <laughs> dân bình dương cho nó về bằng xe cứu thương nó <laughs> dân bình dương sẽ tiễn là thám tử về bằng xe cứu thương ở đó mà lên đó mà tìm giùm tao cái tìm hộ bố mày cái chứ <laughs> nó mà đi tìm tào lao tào lao lên mạng thể hiện hả bớt thể hiện lại đi không bước ra đời muốn thể hiện thì bước ra ngoài đời mà thể hiện nha còn mà thể hiện <laughs> quá quá đó thì, 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 nói chung là là, to toan à đó đừng có thể hiện quá nha toan gắn chịu quá nói trước rồi đó, thằng thám tử này thì à, thật sự là nó con cũng có tài đó cô chú anh chị. Cái tài mà dẫn dắt mọi người đó, <laughs> cái tài dẫn dắt mọi người đi chơi xa đó. Đó cái tài đó thì không thể phủ nhận được. Đó nhiều, có nhiều người vẫn cứ mù quáng, vẫn cứ tin tưởng vào những cái điều mà tụi nó đang nói, tụi nó đang làm. Đó, nó nói xóa kênh rồi xóa chưa? Ủa nó nó ẩn kênh rồi ẩn chưa? Ẩn dữ chưa? Ẩn thì lấy cái gì bỏ vào mồm? Đối thối mồm ba bốn đứa đối thối mồm kìa. Ừ, kể cả luật sư thất nghiệp luôn đó bây giờ chỉ lên mạng thôi lên mạng kiếm cơm vài ngày tới vài ngày tụi nó cho một kênh youtube để kiếm cơm bây giờ nè đó đúng chứ đúng. bây giờ đâu có làm gì được nữa đâu đó, <laughs> đâu có ai thuê đâu làm <laughs> tưởng đâu vô cái kèo của hồng lon béo bở ra đó, nhưng mà cuối cùng đâu có đâu cuối cùng không không, không 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 kiếm được chút đỉnh nào trong cái vấn đề của hồng loan cả nên gọi là bây giờ đang rất là, 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 là tức tối nhưng mà không thể nào mà lên mạng gọi là à, nói mạnh mạnh miệng được bởi luật sư mà dù sao cũng phải giữ lại cho mình một cái chút gì đó để để để, để những à, người mà mình dẫn dắt để tin mình chứ đúng không mình lên du côn vô đảng gì để, để, ai tin mình nữa đó nên họ là cố tình dẫn dắt tiếp đó để lừa được ai lừa đó để dẫn dắt ai được đó là dẫn dắt đó hỏng gài không biết là à, chị xuân có giới thiệu qua cho ai chưa đó cho ai để luật sư có cái để tư vấn có cái để bỏ vào mồm đó kiếm cơm hàng ngày chứ bây giờ mà không nói về hồng loan nữa thì lấy cái gì mà ăn đó bộ ba tâm sinh tụi nó đó, đó của chú anh chị đó tụi mày thưa chí cảnh tới đâu rồi tụi mày đi tìm võ vật băng tới đâu rồi lên trình bày cho tao xem coi Lên à, lấy trình bày cho tao coi coi đâu tới đâu rồi tới đâu rồi làm việc tới đâu rồi đó trình bày tao tao xem cái nào đó. <laughs> tại sao em nói như vậy của chú chị bởi vì nó bắt hồng loan là phải ờ, trình bày sao kê cho nó coi ạ à. trình bày này trình bày kia phải cho nó xem ạ à. Hồng Loan đang đi hát vậy đó, nó chê Hồng Loan hát chở về làm sao kê đi trời ơi những cái người gọi là uh, ghen tị đó, những cái người gọi là uh, du khống cho Hồng Loan họ luôn có sẵn sàng có những cái cái uh, âm mưu để gọi là chê bai người khác cũng như là hãm hại người khác giống như cái bộ ba tâm sơn cũng như là giống chị Sun thích chửi người ta thôi chứ không cho người ta nói lại mình đó cái điều đó là không được bạn nói người ta được thì người ta nói lại bạn được bạn chửi người ta được thì người ta chửi bạn được thôi cuộc sống này nó là vậy mà đó chứ đừng có cho mình là cha hay là mẹ gì trên mạng xã hội này cả ra cơ quan chức năng làm việc đi rồi biết cha hay mẹ ra ngoài đó là biết liền à đó ra ngoài đó đi rồi ngoan như cuốn liền đó chứ đó mà thể hiện trên mạng hả à. bỏ đi nha bỏ đi bớt lại đi đó thì trong tập tiếp theo thì em sẽ nói về cái bài báo mà đã chỉ trích gai rắc hồng lon khi mà cái chiến lưu diễn ở úc đó cô chú anh chị thì uh, sẽ có trong phần tiếp theo nha mọi người nhớ uh, bấm like À, chia sẻ video cũng như là bấm đăng ký kênh ủng hộ em nha cả nhà rồi cũng cảm ơn tất cả cô chúng anh chị đã theo dõi kênh là thành phố hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo xin cảm ơn và hẹn gặp lại.